được gặp lại quý vị trong phần tiếp theo của bản tin Cà phê Sài Gòn ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, chứng khoán châu Á ngày 22 tháng 9 có một phiên xanh sàng nhờ lực đỡ của các chính sách tiền tệ đến từ Fed và BOJ. Kết thúc phiên giao dịch chỉ số Nikkei của Nhật Bản tăng hơn 1,9%, Kospi của Hàn Quốc và SX200 của Úc tăng quanh mốc 0,6%, còn Shanghai của Trung Quốc thì tăng 0,56%. Ngoài lực đỡ từ thông tin Fed giữ nguyên lãi suất, đà tăng của chứng khoán châu Á còn đến từ Nhật Bản. Sau cuộc họp kéo dài 2 ngày, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản BOJ cho biết đã quyết định thay đổi khuôn khổ chương trình mua trái phiếu nhằm giữ lãi suất trái phiếu chính phủ trong 10 năm khoảng 0% và cam kết tiếp tục nới lỏng định lượng cho đến khi lạm phát vượt 2%. Mục tiêu đã được đưa ra cách đây 3 năm và vẫn chưa thực hiện được. Phát biểu với báo giới sau cuộc họp, thống đốc BOJ Haruhiko Kuroda cho biết BOJ sẽ kiên quyết áp dụng thêm các biện pháp nới lỏng tiền tệ nếu cần. Theo đó, BOJ có thể duy trì lãi suất âm và giảm mục tiêu lãi suất dài hạn. Sau khi BOJ đưa ra quyết định trên, lãi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của chính phủ Nhật Bản đã có dấu hiệu tích cực lần đầu tiên trong 6 tháng qua và đồng yên đã giảm giá so với đồng đô la Mỹ và các đồng tiền chủ chốt khác. Tại Hàn Quốc, cổ phiếu của hãng vận tải biển Hanjin Shipping tăng 29,61% sau hai phiên giảm. Trước thông tin, Ngân hàng Phát triển Hàn Quốc đã được xem xét khoản vay 50 tỷ won, tương đương 45 triệu đô la Mỹ để giúp tháo dỡ lượng hàng hóa đang bị mắc kẹt. Ước tính có khoảng 14 tỷ đô la Mỹ hàng hóa đã bị mắc kẹt trên tàu của Hanjin sau sự sụp đổ vào cuối tháng trước của công ty. Hãng Cushman and Wakefield vừa đưa ra bài phân tích với nhận định ngắn về viễn cảnh của ngành bán lẻ tại nước Anh sau cuộc bỏ phiếu rời khỏi Liên minh châu Âu Brexit. Trong đó, thì chuyên gia của hãng này cho rằng ngành bán lẻ nước Anh đã chịu tác động đáng kể từ vụ Brexit này. Tuy nhiên, thì tác động này không quá tiêu cực bởi doanh số bán lẻ nhìn chung vẫn tăng dù đã có phần giảm tốc so với trước đó. Trong một bài phân tích mới đây, Phó giám đốc kim trưởng bộ phận phân tích thị trường bán lẻ Vương quốc Anh của hãng Cushman and Wakefield, ông Jonathan Rimsey cho rằng niềm tin của người tiêu dùng tại Anh gần như đã giảm một cách bất ngờ đến sát đáy, kể từ sau cuộc bỏ phiếu với đa số người dân ủng hộ việc Anh rời khỏi Liên minh Châu Âu. Tuy nhiên, dù ngay cả trong thời điểm chỉ số niềm tin người tiêu dùng tại Anh quốc có giảm, thì doanh số bán lẻ trên toàn thị trường nhìn chung vẫn tăng trưởng. Trên thị trường bán lẻ của Anh đang tồn tại một tâm lý chờ đợi và quan sát. Điều này có thể khiến hoạt động cho thời mặt bằng bán lẻ trong ngắn hạn và trung hạn có phần giảm tốc. Một số nhà đầu tư thận trọng trước xu hướng dòng tiền đổ vào thị trường nước này giảm. Tuy nhiên, Nhu cầu của người tiêu dùng nội địa trong nhóm ngành bán lẻ và giải trí vẫn khá ổn định nhờ lãi suất ngân hàng ở mức thấp và tỷ lệ người lao động có việc làm cao. Về mặt đầu tư, chuyên gia Cushman and Wakefield cho rằng việc đồng bảng Anh giảm giá, khi đầu tư vào nước Anh dự kiến sẽ tăng. Hiện lợi nhuận từ các tài sản bán lẻ tại Anh đang khá hấp dẫn nếu so với lợi suất trái phiếu chính phủ. Chuyên gia từ Cushman Wakefield cũng cho rằng lạm phát được dự báo sẽ xảy ra trong năm 2017 do đồng bảng Anh mất giá. Điều này có thể khiến doanh thu bán lẻ giảm tốc, tuy nhiên vẫn sẽ tăng trưởng. Kể từ cuộc khủng hoảng giai đoạn năm 2008, ngành bán lẻ Anh nhìn chung đã thay đổi để phù hợp với xu hướng của người tiêu dùng. Và hiện ngành này đang ở trong tình trạng cũng khá khả quan để ứng phó với những thay đổi có thể xảy ra như thay đổi thuế xuất nhập khẩu, thay đổi chuỗi cung ứng hay biến động tiền tệ. Mặc dù cụm từ tình trạng không ổn định vẫn sẽ là câu trả lời chính của tôi khi nói về tương lai của ngành bán lẻ, nhưng dù vậy, vẫn như số đông mọi người, tôi vẫn có những nhu cầu tiêu dùng trong cuộc sống như bình thường. Dù đối diện với nhiều ý kiến trái chiều, nhưng cuối cùng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed vẫn đưa ra quyết định giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp chính sách ngày 21 tháng 9. Tuy nhiên, thì Fed lại phát đi tín hiệu từ nay đến cuối năm sẽ có một đợt nâng lãi suất nếu thị trường lao động Mỹ tiến triển khả quan hơn. Trong cuộc họp chính sách kéo dài 2 ngày, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed đã quyết định duy trì lãi suất ở mức từ 0,25% đến 0,5% như đã công bố hồi tháng 12 năm ngoái. Ngân hàng Trung ương Mỹ đã đối diện với nhiều ý kiến trái chiều xung quanh việc nên hay không nên nâng lãi suất ở thời điểm này. Tuy nhiên, Chủ tịch Fed bà Janet Yellen cho biết, Fed sẽ chờ đợi thêm những dấu hiệu rõ ràng hơn về sự hồi phục của nền kinh tế, đồng thời dự báo rằng từ nay đến cuối năm vẫn có một lần tăng lãi suất ủy ban thị trường mở liên bang đánh giá khả năng tăng lãi suất liên bang mặc dù đã tăng lên nhưng chúng tôi vẫn quyết định ở thời điểm hiện tại vẫn phải đợi thêm các dấu hiệu nữa Tháng 12 năm ngoái, Fed từng dự báo sẽ có 4 đợt nâng lãi suất trong năm nay. Tuy nhiên, việc kinh tế toàn cầu vẫn còn ẩn chứa nhiều rủi ro, thị trường tài chính bất ổn và những quan ngại về lạm phát tại Mỹ đã buộc cơ quan này chưa thể đưa ra bất kỳ động thái nâng lãi suất nào cho đến tận tháng 9 năm nay. Trước mắt, Fed vẫn còn hai cuộc họp chính sách nữa sẽ diễn ra vào đầu tháng 11 và giữa tháng 12 tới. Tuy nhiên, các chuyên gia kỳ vọng những nhà hoạch định chính sách sẽ không nâng lãi suất vào tháng 11 vì thời điểm này chỉ diễn ra ít ngày trước thềm cuộc bầu cử tổng thống Mỹ nhiệm kỳ mới. Kính thưa quý vị, ông chủ Facebook Mark Zuckerberg và vợ mới đây tuyên bố, quỹ từ thiện mang tên Jan Zuckerberg của họ sẽ chia ra hơn 3 tỷ đô la Mỹ để thực hiện kế hoạch xây dựng các công cụ phòng và trị bệnh trên thế giới trong vòng một thập kỷ tới. Phát biểu tại buổi lễ công bố, bà Priscilla Jan, vợ của ông chủ Facebook Mark Zuckerberg cho biết, khoản đầu tư hơn 3 tỷ đô la Mỹ từ quỹ từ thiện của vợ chồng bà sẽ được chi cho việc xây dựng các công cụ nhằm cải tiến hệ thống chăm sóc sức khỏe của con người. Sứ mệnh của chúng tôi là mang đội ngũ các nhà khoa học và máy móc xích lại gần nhau để tạo nên một công cụ tăng cường các giải pháp chăm sóc sức khỏe. Hơn 3 tỷ đô la Mỹ sẽ được chi ra trong vòng 10 năm tới để hoàn thành những nhiệm vụ này. Trước mắt, quỹ từ thiện John Zuckerberg sẽ chi ra 600 triệu đô la Mỹ, đầu tư một trung tâm nghiên cứu có tên gọi là BioHub nhằm kết nối các nhà khoa học tốt nhất tại Đại học California San Francisco, Đại học California Berkeley và Đại học Stanford tham gia công tác nghiên cứu. Chương trình nhận được sự ủng hộ từ các đơn vị có liên quan, trong đó có cả tỷ phú giàu nhất thế giới Bill Gates. Trước đó, hội cuối năm 2015, nhằm đánh dấu ngày con gái đầu lòng chào đời, ông chủ Mark Zuckerberg đã tuyên bố gia đình Anh sẽ cho đi 99% giá trị cổ phần họ nắm giữ tại Facebook thông qua tổ chức từ thiện Chan Zuckerberg mà hai vợ chồng đang vận hành. Hôm thứ Tư vừa qua, thì một con tàu chở 600 người tị nạn đã bị đắm trên lãnh hải Ai Cập. Ghi nhận ban đầu cho biết ít nhất đã có 43 người thiệt mạng từ vụ tai nạn. Giới chức Ai Cập cho biết, cô tàu chở 600 người tị nạn đến từ Ai Cập, Sudan và Somalia đã bị đắm trên biển địa Trung Hải hôm ngày 21 tháng 9. Ít nhất thi thể của 43 người đã được tìm thấy, trong đó đa phần là đàn ông. Theo phân tích ban đầu, nguyên nhân của vụ tai nạn có thể là do con tàu đã chở quá số lượng quy định. Chúng tôi đã báo với thuyền trưởng rằng con tàu có đang có vấn đề. Chúng tôi cũng đã cố gọi cảnh sát, nhưng không thấy ai xuất hiện cả. Hơn 160 người may mắn sống sót đã được chuyển đến bệnh viện địa phương tình trạng ngày càng nhiều người từ châu Phi, đặc biệt là người dân Ai Cập và Libya, tìm cách vượt địa Trung Hải để đến Ý không ngừng gia tăng trong những tháng qua. Theo ghi nhận, chỉ trong nửa đầu năm nay đã có hơn 2.800 người thiệt mạng trên hành trình này, tức là tăng khoảng 1.000 người so với cùng kỳ năm ngoái. Lãnh đạo của nhiều quốc gia, bao gồm cả Tổng thống Ai Cập sẽ nhóm họp tại New York trong tuần này để cùng với Đại hội đồng Liên Hợp Quốc bàn về cuộc khủng hoảng người tị nạn hoành hành châu Âu thời gian qua. Hai hãng máy bay Airbus và Boeing đã đưa ra thông báo đã nhận được giấy phép để bán máy bay cho chính phủ Iran. Đây là cuộc mốc quan trọng đánh dấu lần đầu tiên sau một thập kỷ các doanh nghiệp phương Tây được phép mua bán với đất nước này. Được sự cho phép của Bộ Tài chính Mỹ, hai hãng máy bay Airbus và Boeing sẽ chuẩn bị cho bản hợp đồng có giá trị nhiều tỷ đô la Mỹ sau khi Iran và Mỹ đạt thỏa thuận hạn chế hạt nhân năm 2015. Phát công viên của Bộ Tài chính Mỹ cho biết, hai hợp đồng bán máy bay của Airbus và Boeing cho Iran là những máy bay dân sự và chỉ để chuyên chở hành khách. Chính phủ nước này sẽ không thể bán lại những máy bay này cho quốc gia khác hoặc chuyển nhượng. Theo hợp đồng được ký kết, Boeing sẽ chuyển giao mươi chiếc máy bay các loại cho Iran, trong đó có hai loại chiếm chủ yếu là Boeing 737 và 777. Hợp đồng này trị giá khoảng 25 tỷ đô la Mỹ. Đây sẽ là hãng hàng không của Mỹ đầu tiên có hợp đồng mua bán với quốc gia này kể từ sau cách mạng Hồi giáo năm 1979. Trong khi đó, cũng với giá trị 25 tỷ đô la Mỹ, Airbus sẽ chuyển giao 118 chiếc máy bay cho Iran, đa số là hai phiên bản A320 và A330. Nhưng theo thông tin từ chính phủ Iran thì hợp đồng giữa họ với Airbus chỉ trị giá khoảng 10 tỷ đô la Mỹ. Hiện tại cả hai hãng hàng không vẫn chưa ấn định ngày giao hàng cụ thể.